Vâng, và thưa quý vị, ngày Tết thì có rất nhiều loại đồ ăn như là kẹo bánh, là thạch, là các loại hạt. Những loại bánh kẹo này, nhất là những loại hạt nhỏ, kẹo có hình tròn thì nhiều khi vô tình lại là mối đe dọa cho trẻ nhỏ. Nếu không có sự quan sát của người lớn thì trẻ có thể ăn vội vàng và bị hóc, và không ít trường hợp trẻ tử vong nhanh chóng khi bị hóc dị vật. Việc sơ cứu lấy dị vật cho trẻ càng nhanh càng tốt và việc đưa trẻ đến bệnh viện nhiều khi đã là quá muộn. Chính vì vậy, các gia đình cần nắm chắc các bước sơ cứu khi trẻ bị hóc dị vật. Sau đây sẽ là hướng dẫn của bác sĩ khoa cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai. Không được dùng tay để móc sâu vào họng trẻ để lấy dị vật, vì cái động tác này nó vô tình nó sẽ đẩy dị vật vào sâu hơn, hoặc là gì là nó sẽ kích thích cho cái thanh môn nó gây co thắt, nó gây chít hẹp đường thở. Đấy. Với trường hợp mà tắc nghẽn đường thở hoàn toàn ý, mà trẻ không khóc được ý, thì ngay lập tức mình phải nhấc trẻ lên. Đây là đối với trẻ nhỏ. Đấy. Đặt một tay ở sau lưng trẻ và cầm ở đầu này, tay còn lại thì sẽ nắm cái cằm trẻ và đẩy ngược ngửa đầu lên, mình quay sấp trẻ xuống để tay này tì xuống một cái tư thế vũ đùi cũng được, hoặc một cái gì đó để làm điểm tì đấy, và mình dùng tay này để vũ lưng 5 lần cho trẻ. Thì vị trí vũ lưng là gì? Đây là hai bả vai, thì mình sẽ vũ lưng ở điểm giữa hai bả vai và xương sống ở vùng này 5 lần. 1, 2, vỗ lưng đủ mạnh và dứt khoát. Thông thường chỉ cần 5 lần này là dị vật có thể bắn ra được. Nhưng nếu mà dị vật vẫn chưa bắn ra được mà trẻ vẫn không thể khóc to được, đấy, thì lúc đấy mình sẽ phải lật ngược ngửa lại trẻ, dùng bàn tay ôm lấy đầu trẻ, đấy, tay còn lại áp sát tới lưng trẻ, tức là cái cánh tay áp sát lưng trẻ, mình lật ngược lại, trẻ ngửa lên, đấy, và dùng hai ngón tay để lên giữa của xương ức của trẻ và ấn xuống và đi lên 5 lần. Đây gọi là ấn ngực. Đấy. Và cái độ lún của thành ngực nó khoảng tầm cỡ từ 3 cm đổ lên. Đấy. Đủ đủ mạnh. 1, 2, 3, 4, 5. Nếu không được, mình tiếp tục làm lặp lại tương tự và cứ như thế này. Nếu mà dị vật tụt ra được hoặc là dị vật nó chưa vào phổi mà lúc đấy trẻ đỡ khó thở, khóc được đấy, thì lúc đấy mình sẽ theo dõi sát trẻ để đi khám.